Có lẽ nếu như chị Thủy Dương và quý vị khán giả có người thân sinh sống ở những khu tập thể cũ thì hẳn đã từng nghe những câu chuyện giờ khóc giờ cười, kiểu như là đang ăn thì bị vôi và xi măng rơi xuống đầu, rơi xuống người, và ngày thì phải chờ hàng chục mét để đi vệ sinh nhờ, tối thì phải chuẩn bị đủ những loại bô cho người lớn hay là trẻ con ở dưới gầm giường. Vâng, đó là rất là nhiều những cái câu chuyện giờ khóc giờ cười hiện nay đang diễn ra tại những nơi được xây dựng hơn nửa thế kỷ. Mong ước của những người dân sinh sống tại đây đôi khi chỉ đơn giản chỉ là có một cái nhà vệ sinh ở ngay trong chính căn nhà của mình, hay không phải nơm nớp lo sợ nhà sập mỗi khi mùa mưa bão sắp đến. Được sống trong một căn hộ rộng rãi, khang trang và hiện đại là mong muốn hoàn toàn chính đáng của cư dân tập thể. Vâng, và cải tạo chung cư cũ như thế nào là vấn đề được rất nhiều người quan tâm trong thời gian vừa qua, đặc biệt là khi mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy chế cho phép nâng tầng cho khu tập thể cũ lên tối đa là 25 tầng, tương đương với chiều cao là 90 m. Vâng, và việc được xây nâng tầng chắc chắn sẽ mở ra cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì có một thực tế đặt ra là tại các quận nội đô thì việc xây cao tầng như thế này sẽ dẫn tới những áp lực như là giao thông, bệnh viện, trường học và sẽ làm phá vỡ quy hoạch chung của thủ đô. Vùng nội đô thì vốn đã rất là chật chội, nay lại mọc thêm những cái chung cư cao tầng, đặt ra một bài toán quy hoạch không hề đơn giản. Lối vào những căn hộ của khu C5 tập thể Quỳnh Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội chỉ cao bằng một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Nếu lớn hơn một chút, việc ra vào đã thành bất tiện. Với chiều cao chỉ hơn 1 mét như thế này, thì việc người ta muốn đi ra hoặc người ta muốn đi vào căn nhà này thì đều rất khó khăn. Nhưng đó không phải là điều lo lắng nhất của những hộ dân sinh sống ở đây, mà quan trọng đấy là nền đường cao hơn rất nhiều so với nền trong nhà. Vì vậy mà mỗi khi mùa mưa đến thì cái nỗi lo lắng nhà ngập lại thường trực đối với mỗi hộ dân sinh sống tại đây. Để hạn chế nước tràn vào nhà, gia đình ông Phạm Văn Vóc đã phải nâng cao bậc cửa. Dù là trông tạm bợ nhưng là nơi sinh sống của cả ba thế hệ. Ôi trời, nói nhà cửa. Hiện nay mà nói ở đây như thế là nửa thế kỷ rồi. Thế là gian chính thức của nó là chỉ có 18 m². Thế mà người như thế là có nửa thế kỷ, gia đình như thế là sinh ra như thế là 7-8 người. Đấy là như thế. Mà bây giờ nó chỉ có 18 m² thì ở thì chán lắm. Chán quá rồi. Vì thiếu diện tích nên những nhu cầu thiết yếu đôi khi lại trở thành thứ yếu. Nhà không có nhà vệ sinh, không có, tức là cứ đi lung tung, thế thôi. Xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, vì vậy ở khu tập thể này, những bức tường không còn nguyên vẹn. Khoảng không gian chung lại là nơi ẩm thấp, tối tăm nhất. Mạnh nhà ai, nhà ấy cơi nới. Xong rồi ẩm mốc rồi là nói chung là ở trên tầng người ta cũng cơi nới, 4-5 thế hệ ở với nhau người ta cũng cơi nới lên rất là nhiều. Cho nên càng ngày cái tầng của các cái nhà ấy nó cũng bị lún xuống, đâm ra cái tầng 1 nhà tôi như thế là coi như tay có thể với được lên trần luôn. Theo quyết định mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sẽ có 17 khu tập thể, trong đó có khu tập thể Quỳnh Mai có thể được cải tạo nâng tầng, tối đa lên đến 25 tầng, tương đương với 90 m. Chủ trương này, theo nhiều chuyên gia đánh giá là hoàn toàn đúng đắn. Cái việc cải tạo chung cư cũ thì nhất thiết phải lên tầng nhiều hơn trước. Đó, kinh nghiệm quốc tế cũng vậy thôi. Vì sao? Vì rằng xây như cũ sẽ để bù cho cái diện tích đã bị mất đi, mình cải tạo. Thế còn là lấy tiền đâu mà xây cái phần ấy, lại phải có cái diện tích tăng thêm nữa. Một là để nâng cái tiện nghi cho những người đã ở đấy, họ bây giờ họ rộng ra cho mình như cũ. Nhưng mặt khác có diện tích lên bán theo giá thị trường, kiếm cái lãi ấy để bù cho cái việc mà đưa người ta tái định cư không mất tiền. Chung cư
cư cao tầng N3 là một trong 3 dự án thí điểm cải tạo khu tập thể cũ Nguyễn Công Trứ của thành phố Hà Nội, được kỳ vọng sẽ bàn giao nhà cho người dân vào quý 1 năm 2016. Tuy nhiên, nhà mới đã xây xong nhưng người dân lại không mấy mặn mà, vì mỗi một mét vuông bây giờ lên tới hơn 20 triệu đồng. Tập thể ổ chuột này thì làm gì có tiền để mà 21 triệu mà về bây giờ. Đấy, ý dân người ta muốn bây giờ là chỉ 12, 13 triệu thôi. Tính cái giá sàn thì hoặc là lên một tí để cho dân người ta còn có cơ sở, có tiền người ta vay ra mượn người ta về được. Đó là giao quá nhiều quyền cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp làm việc với dân, doanh nghiệp làm quy hoạch chi tiết rồi mặc cả với dân, rồi tăng diện tích, rồi đền bù gì đấy đâu. Không phải. Chúng tôi quan niệm rằng nhà nước phải là người đứng ra chịu trách nhiệm chủ yếu toàn bộ vấn đề này. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã quy định phải tăng thêm diện tích cây xanh, khu vực để xe hay là công trình giáo dục khi cải tạo các khu tập thể cũ này để tổng diện tích lên tới 2 hectare trở lên. Tuy nhiên, những điều kiện được đưa ra thì còn quá chung chung. Bây giờ nếu mà chúng ta quy hoạch lại một khu đô thị cũ, ví dụ như Giảng Võ, Trung Tự, vân vân, thì khi lên như thế thì người quy hoạch người ta đã cân đối cái hạ tầng tại chỗ đấy với cái nhà ấy rồi, đường phố, điện nước. Thế nhưng cái mà không cân đối được là cái hạ tầng dẫn đến cái khu ấy thì nó vẫn như cũ. Thế cho nên là nếu mà không xem xét cái hạ tầng ở bên ngoài ấy nữa thì cái hiện đại hay là cái tiện lợi ở trong một khu sẽ bị giảm đi rất nhiều. Thì Hà Nội đáng là phải làm được cái quy chế quản lý toàn bộ cái cảnh quan đô thị, toàn bộ cái hệ thống trục đường, các khu lớn, khu nhỏ đều phải có thiết kế. Trên cơ sở đó mình phải đưa ra được là chỗ này cho tầng là tầng, chỗ kia cho tầng là tầng, với cái sự tính toán rất hợp lý về mặt kinh tế đô thị. Thì tôi nghĩ như thế mới tốt được. Còn nếu làm như thế sau này còn liên quan đến là cái giao thông sao? Trường học, nhà trẻ như thế nào, thoát mưa, nước mưa như thế nào, môi trường sinh thái như thế nào, đánh giá tốc độ môi trường của cái dự án đấy như thế nào. Thì như vậy là đến lúc là có việc ra thì chúng ta mới đánh giá môi trường này. Tất cả cái việc là quy hoạch phải đi trước một bước. Mà quy hoạch đi trước một bước là phải có cái tầm nhìn, phải có cái tính toán về kinh tế rất là quan trọng. Nhiều doanh nghiệp bất động sản thời gian qua đã quay lưng lại với các dự án cải tạo chung cư bởi vì họ cho rằng nó không mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, nhà nước lại không có kinh phí để cải tạo. Vì vậy, việc cho phép nâng tầng khu tập thể cũ được cho là sẽ gỡ nút thắt cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tăng bao nhiêu thì cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng, phải khống chế sự tăng này nếu không muốn phá vỡ kế hoạch chung. Xin được nói thêm về những quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Một số chuyên gia cho rằng những quy định mang tính định tính như là ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, hạn chế làm gia tăng dân số hay là khuyến khích dành quỹ đất của ô đất xây dựng, công trình cao tầng để tăng các công viên, mở và công viên cây xanh và công trình hạ tầng xã hội khác có thể coi là không có tác dụng. Bởi trên thực tế, ngay cả những quy định có định lượng rất rõ ràng như là số tầng, chiều cao, khoảng cách giữa các tòa nhà, diện tích để xe, lâu nay vẫn bị các chủ đầu tư vi phạm tràn lan và rất khó xử lý. Vâng, và có ý kiến cho rằng là nếu như phá đi 5 tòa nhà 5 tầng thì chỉ nên xây khoảng 2 tòa nhà mới cao tầng, phần đất còn lại nên dành cho không gian công cộng và các hạ tầng xã hội khác. Tuy nhiên, để làm được điều này thì Hà Nội cần phải có những quy định thật chặt chẽ, cụ thể và có chế tài rất nghiêm minh mới mong sau khi được cải tạo thì người dân ở các khu chung cư cũ sẽ có được cuộc sống chất lượng cao hơn.